Hôm nay bác sĩ sẽ có một khách hàng làm dịch vụ nâng ngực nội soi qua đường lách. Bạn này cũng còn rất là trẻ thôi, chưa sinh em bé, để xương ngực của bạn còn tương đối khá là chuẩn. Thì đối với những ngực như này thì bác sĩ sẽ cần thiết kế cái khoang đặt túi, cộng với cái việc là tạo cái khoang đặt túi rồi đưa cái túi vô là nó cũng đã tương đối khá đẹp rồi. Bác sĩ sẽ dự định là đặt cho bạn cái size 285 và size 300. Đấy, cái đường phẫu thuật là đường lách. Để thông qua nội soi bác sĩ sẽ thông qua đường lách này. Và em có kỳ vọng gì với lại cái bộ ngực của mình sau khi làm không? Em mong có một bộ ngực tự nhiên và cũng hơi sexy một xíu. Rồi, bây giờ thì bác sĩ vừa mới hoàn thành xong ca phẫu thuật của mình đây. Thời gian làm chắc khoảng tầm 60 phút. Đây là cái đường phẫu thuật qua đường lách, cái đường sẹo chắc nó khoảng 3 cm. Thì cái túi của bạn ấy là vừa lấy rồi bác sĩ nói là bên này là 285, còn bên này thì là 300 này. Kết quả rất là đẹp rồi. Bạn nhìn khe ngực đã được hình thành này. Nice. Hai bầu ngực rất là đều đặn. Thì bạn này thì chưa sinh em bé, thế nên là cũng chỉ cần đặt cái túi nó vừa phải với lại khung cơ thể cũng như là bóc tách cái khoang nó chuẩn, rất là đẹp rồi. Thì đối với lại cái trường hợp như này thì bác sĩ sẽ dùng nội soi để bóc tách tạo cái khoang, sau đó thì cầm máu kỹ, cộng thêm cái việc mình dùng dao hạc Mohs cầm máu thì nó sẽ tránh được cái hiện tượng bị sưng bầm sau phẫu thuật. Nhưng mà từ hôm qua giờ làm xong là không đau gì luôn. Ngày hôm qua có hơi sợ sợ đau nhưng mà hôm nay không có đau. Đấy, đấy, làm ngực xong thấy tươi cười vui vẻ. Đến Cang U, nâng là đẹp.